Cái chương số 3 là cái chương nói về cái tiêu chuẩn chất lượng, tức là cái yêu cầu chất lượng chung cho các cái thành phẩm thuốc và phương pháp thử. Thì cái chương chương này đó là mình các cái dạng thành phẩm thuốc thì mình sẽ chia ra làm hai nhóm, đó là các cái thành phẩm thuốc phân liều dạng rắn và các cái thuốc thành thuộc các cái thành phẩm thuốc dạng lỏng. Ha, dạng rắn thì mình có là cái dạng viên thuốc bột, thuốc cốm, viên nang, viên nén, rồi một cái nhóm thuốc mềm dùng trên da và niêm mạc đúng không chị. Và các cái thành phẩm thuốc dạng lỏng thì mình có là dạng lỏng dùng đường tiêm, thì mình có thuốc tiêm truyền và dạng lỏng dùng để uống. Đó là những cái nội dung của cái chương số 3 mình sẽ học ha. Thì hôm nay mình sẽ đi cái phần tiêu chuẩn chất lượng của các thuốc phân liều dạng rắn. Các cái thuốc phân liều dạng rắn bao gồm là thuốc bột, thuốc cốm, viên nén, viên nang và một cái nhóm nữa là nhóm thuốc mềm. Nhóm thuốc mềm dùng trên da và niêm mạc. Thì hôm nay mình sẽ đi bốn cái dạng bào chế là thuốc bột, thuốc cốm, viên nang, viên nén ha. Phần còn lại thì buổi sau mình sẽ học tiếp. Thì trong dược điển Việt Nam năm ha, tại phụ lục 1.7 là người ta có đưa ra cái chuyên luận chung cho cái dạng bào chế thuốc bột, tức là tại phụ lục 1.7 là người ta đưa ra cái yêu cầu chất lượng chung cho cái dạng bào chế thuốc bột, mà khi chúng ta xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho thuốc bột có thể chúng ta áp dụng theo cái yêu cầu chung này ha, theo cái yêu cầu chất lượng chung này, còn không thì chúng ta sẽ tự xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Cho nên cái chương 3 ở đây là mình cái yêu cầu chất lượng chung là mình theo dược điển Việt Nam ha. Còn tại phụ lục 1.8 trong dược điển Việt Nam năm là người ta đưa ra cái chuyên lượng chung về thuốc cốm. Phụ lục 1.13 là chuyên lượng chung về viên nén và phụ lục 1.20 là chuyên lượng chung về thuốc viên nén. Mình sẽ đi cái phụ lục 1.7 trước anh chị, tức là cái phần yêu cầu chất lượng chung của cái dạng thuốc bột nói chung ha, thuốc bột nói chung. Thì sang cái chương 3, mỗi một cái dạng bào chế mình sẽ đi ba cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất là mình sẽ đi định nghĩa cái dạng bào chế đó một cái ha. Ví dụ như thuốc bột thì cái phần đầu tiên là mình sẽ nhắc lại cái định nghĩa thuốc bột là gì ha. Thì cái phần định nghĩa là mình đã học ở bào chế rồi, cái dạng bào chế, định nghĩa cái dạng bào chế là mình đã học ở cái bào chế rồi, thì đây mình nhắc lại cái. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi cái phần nội dung liên quan đến kiểm nghiệm của mình, đó là cái phần yêu cầu chất lượng chung cho cái thành phẩm thuốc bột nói chung ha, tức là cái phần chỉ tiêu chất lượng đó, phần tiêu chuẩn chất lượng của thuốc bột là mình nói theo dược điển Việt Nam ha. Rồi cái phần thứ ba là cái phần phương pháp thử cho các chỉ tiêu ở trong tiêu chuẩn chất lượng của cái dạng bào chế đó, dạng bào chế nào mình cũng đi ba nội dung đó hết các anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái phần định nghĩa thuốc bột ha. Thuốc bột mình thấy nó là một cái dạng thuốc rắn, trong đó sẽ là cái hạt nhỏ ha. Thì cái thành phần mà bột đóng ở trong cái gói đó là các cái hạt nhỏ, nhưng mà người ta yêu cầu là cái phần bột đóng trong gói nó phải khô tơi và nó có độ mịn xác định. Và thuốc bột mình thấy là cái đường dùng nó cũng rất là đa dạng, có thể dùng để uống hoặc là để pha tiêm hoặc là để thuốc bột để dùng ngoài. Trong thành phần của cái bột ha sẽ có hoạt chất thì có thể có một hay nhiều hoạt chất, và thêm cái thành phần tá dược. Thường trong thuốc bột người ta sẽ xem tá dược độn ha, rồi tá dược hút là cái thành phần có trong thuốc bột, rồi tá dược điều hương, điều vị, tá dược màu, vân vân ha. Rồi mình sang cái phần yêu cầu chất lượng chung cho cái dạng thuốc bột ha, yêu cầu chất lượng chung, tức là trong dược điển Việt Nam năm người ta đưa ra cái tiêu chuẩn chất lượng cho cái thuốc bột nói chung, thuốc bột nó phải đáp ứng cái tiêu chuẩn chất lượng này ha. Còn các cơ sở sản xuất muốn xây dựng
khi xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho thuốc bột của mình, cho cái thuốc của mình có thể áp dụng theo cái có sẵn này, còn không thì sẽ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Thì thuốc bột á, nó phải đạt các cái chỉ tiêu trong tiêu chuẩn chất lượng sau đây. Thứ nhất là tính chất rồi các chị, thứ hai là chỉ tiêu độ ẩm, thứ ba là độ mịn, thứ tư là chỉ tiêu độ đều khối lượng, thứ năm là chỉ tiêu định tính, thứ sáu là chỉ tiêu định lượng, thứ bảy là chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng, thứ tám là giới hạn nhiễm khuẩn, thứ chín là thử vô khuẩn. Như vậy á, với cái dạng bào chế thuốc bột thì người ta yêu cầu nó phải đạt 9 chỉ tiêu này. Thì mỗi một cái chỉ tiêu đưa vào trong tiêu chuẩn chất lượng, như hôm trước chúng ta học ở cái bài công tác tiêu chuẩn hóa đó, là mỗi một cái chỉ tiêu đưa vào trong cái tiêu chuẩn chất lượng là nó phải có, nó phải phù hợp, tức là chỉ tiêu đó nó phải đặt số lượng và số lượng chỉ tiêu nó phải đủ để chúng ta đánh giá được chất lượng của cái dạng bào chế đó ha. Như vậy chỉ tiêu tính chất đưa ra ha, là để mình kiểm tra coi cái thuốc của mình nó đạt được cái tính chất của cái dạng bào chế hay không ha, ví dụ như có đạt về thể chất, màu sắc, mùi vị hay không, vân vân. Rồi chỉ tiêu độ ẩm đưa vào đây mục đích là để xác định cái hàm lượng hơi nước có trong cái thuốc bột của mình, và hàm lượng nước đó có thể là hàm lượng nước kết tinh có sẵn trong thuốc, hoặc hàm lượng nước mà cái phần nước hút ẩm vào trong bột đó. Hàm lượng nước kết tinh là chúng ta thấy có một số cái hoạt chất hoặc là các cái tá dược mà trong cái thành phần bản thân nó là nó ngậm bao nhiêu phân tử nước, ví dụ như vậy ha. Cho nên là có thể khi xác định độ ẩm thì mình xác định cả hai luôn, vừa nước hút ẩm, vừa lượng nước hút ẩm, vừa lượng nước kết tinh có sẵn trong cái thuốc ha. Rồi độ mịn, chỉ tiêu độ mịn, độ mịn để kiểm tra kích cỡ của cái loại bột ha, kích cỡ bột thì độ mịn là người ta không yêu cầu phải kiểm tra với tất cả các thuốc bột đâu mà. Chỉ một vài trường hợp thôi, lát mình xem phương pháp thử mình sẽ nói. Chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng thuốc bột là dạng rắn, mà cái thuốc dạng rắn người ta sẽ phân chia liều theo khối lượng ha, phân chia liều theo khối lượng, và cái hàm lượng hoạt chất trong thuốc dạng rắn nó sẽ có liên quan đến khối lượng. Cho nên mình kiểm độ đồng đều khối lượng là mình kiểm độ đồng đều phân liều thuốc, và cái này mình đã nói ở chương 2 rồi đó ha. Chỉ tiêu định tính và định lượng là dạng bào chế nào cũng có hết anh chị. Định tính mục đích là để đi kiểm tra xem hoạt chất trong thuốc có đúng là cái hoạt chất như ghi trên nhãn hay không ha. Rồi định lượng là để xác định được cái lượng hoạt chất có trong thuốc là bao nhiêu. Định tính là chỉ cần phát hiện có đúng hay không đúng nó, còn định lượng là phải đưa ra cái lượng chính xác ha, cái lượng chính xác hoạt chất có trong thuốc là bao nhiêu. Độ đồng đều hàm lượng mình cũng đã học ở chương 2 rồi này các anh chị, cho nên sang chương 3 những phần nào các cái phương pháp thử liên quan đến các cái chỉ tiêu mà ở chương 2 mình nói rồi thì sang chương 3 mình sẽ không nhắc lại nữa ha. Thì độ đồng đều hàm lượng hôm trước ở chương 2 là mình sẽ nói rồi đó, mình đã học rồi đó các anh chị ha, là cái mình xác định, mình đi kiểm tra cái lượng hoạt chất có trong từng đơn vị riêng lẻ coi nó có đạt theo quy định hay không. Giới hạn nhiễm khuẩn, giới hạn nhiễm khuẩn và thử vô khuẩn, hai cái chỉ tiêu này nó khác nhau chỗ nào anh chị? Thử độ vô khuẩn là chỉ yêu cầu, không yêu cầu với tất cả các cái thuốc bột đâu, mà chỉ trong một vài trường hợp thôi. Nên ví dụ như thuốc bột dùng để dùng cho mắt, hoặc thuốc bột dùng để rắc lên các cái vết thương thì sẽ yêu cầu vô khuẩn, tức là tuyệt đối không được có vi khuẩn hay nấm mốc. Còn giới hạn nhiễm khuẩn thì người ta chỉ yêu cầu với thuốc bột có nguồn gốc từ dược liệu thôi. Trong thành phần thuốc bột của mình mà mình có sử dụng các cái nguyên liệu có nguồn gốc từ dược liệu ha, tức là những cái thực vật, động vật, khoáng vật đó, thì bắt buộc phải kiểm giới hạn nhiễm khuẩn, tức là có thể trong thuốc nó có vi khuẩn hay nấm mốc, nhưng mà nó phải đạt trong cái giới hạn cho phép, đó là cái chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn ha.
Và như vậy chúng ta thấy mỗi một cái chỉ tiêu nó có một cái ý nghĩa ha, và tập hợp tất cả các cái chỉ tiêu này nó sẽ đánh giá được, nó đặc trưng cho chất lượng của cái thuốc một. Và mỗi một cái chỉ tiêu chúng ta thấy người ta sẽ đưa ra một cái yêu cầu cụ thể ha, mà khi mình tiến hành thuốc của mình nó phải đạt được cái yêu cầu đó thì coi như cái chỉ tiêu đó nó mới đạt. Và chỉ khi tất cả các chỉ tiêu đều đạt thì coi như thuốc của mình nó mới đạt chất lượng, các anh chị. Rồi, như vậy ở đây chỉ tiêu tính chất thì người ta yêu cầu là thuốc bột phải đạt yêu cầu về tính chất trong chuyên lược riêng, tức là trong chuyên lược ha, trong cái chuyên lược riêng, tức là ở đây á, là cái phần tính chất á, là trong cái dược điển người ta không có đưa ra một cái tính chất cụ thể, thì tùy theo nhà sản xuất ha, sản xuất ra cái thuốc của mình mà mình sẽ cái người mà nghiên cứu phát triển á, bộ phận nghiên cứu phát triển người ta sẽ đưa ra cái yêu cầu về cái tính chất của cái thuốc, cái thành phẩm thuốc bột của mà cái thuốc của mình nó phải đạt được cái yêu cầu đó. Rồi độ ẩm thì trong dược điển Việt Nam có cái phương pháp thử chung ha, mình tiến hành thử độ ẩm theo phụ lục 9.6. và nhớ cho cô, độ ẩm ở đây người ta quy định là với thuốc bột là cái hàm lượng nước, tức là độ ẩm không quá 9%. Phần trăm đây là phần trăm khối lượng trên khối lượng, các anh chị, tức là khối lượng nước trên khối lượng thuốc ha. Rồi độ mịn thì trong dược điển Việt Nam sẽ có cái phương pháp thử chung, cho nên mình sẽ áp dụng theo cái phương pháp thử chung đó. Mình thử theo phụ lục 3.5 ha. Tên của cái phụ lục là phép thử cỡ bột và rang. Độ đồng đều khối lượng này quen học rồi, chương 2. Trong dược điển Việt Nam, Nam có cái phương pháp thử chung cho chỉ tiêu này. Đó là cái phụ lục 11.3. À, phép thử độ đồng đều khối lượng cho các dạng thuốc rắn phân liệt. Định tính và định lượng người ta ghi theo chuyên lược riêng, tức là trong dược điển không có các phương pháp thử chung cho chỉ tiêu định tính hoặc là định lượng thuốc bột, mà mình ứng dụng cái kỹ thuật định tính định lượng ha, là mình sẽ tự xây dựng, tức là mình chọn các phương pháp định tính là tùy thuộc vô các hạt chất có trong cái thuốc của mình ha, và mình sẽ tự xây dựng cái phương pháp thử định lượng cũng vậy. Chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng là sẽ có cái phương pháp thử chung trong dược điển à, và phương pháp thử chung đó quy định tại phụ lục 11.2. và các anh chị lưu ý ha, và mình cũng đã học rồi ở chương 2, chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn cũng có phương pháp thử chung trong dược điển quy định tại phụ lục 13.6 ha. Mình sẽ tiến hành thử theo phụ lục 13.6. Thử độ vô khuẩn cũng có phương pháp thử chung trong dược điển luôn, các anh chị, mình thử theo phụ lục 13.7. Đó. Rồi bây giờ mình sang cái phương pháp thử ha. À, về chỉ tiêu tính chất thì mình sẽ kiểm tra bằng cảm quan, các anh chị ha. Với thuốc bột thì người ta yêu cầu mình là quan sát màu sắc bằng mắt thường thôi ha, mình nhìn dưới cái ánh sáng ban ngày tự nhiên thôi, dùng mắt ha, mình sẽ dùng mắt để mình quan sát cái màu sắc của cái phần bột đóng trong thuốc nó có đậm nhớt hay không, rồi có bột có khô tơi hay không, có bị ẩm, có bị rốn cục hay không, bằng cách ban đầu trước khi mình cảm quan cái phần bột thuốc, mình sẽ cầm cái gói thuốc bột mình lắc là mình sẽ cảm quan được cái phần nào là cái bột, phần bột bên trong nó có bị ẩm hay không. À, nếu phần bột bên trong nó khô tơi thì mình lắc với thuốc bột mình sẽ nghe nó có cái tiếng kêu nhẹ ha. Rồi sau đó mình cắt, mình trút bột cho lên trên một cái tờ giấy trắng để mình quan sát cái màu nó có đồng nhất hay không. Nếu bột khô tơi thì chúng ta thấy màu nó đồng nhất, còn nếu nó bị ẩm là chúng ta đổ trút bột ra chúng ta sẽ thấy cái màu nó sẽ bị loang ha, chỗ đậm chỗ nhẹ và nó sẽ bị vón cục. Rồi chỉ tiêu độ ẩm, chỉ tiêu độ ẩm như nãy cô nói là trong dược điển Việt Nam năm mình có cái phương pháp thử chung cho chỉ tiêu này ha. Độ ẩm gọi là chỉ tiêu, anh chị ha, mình tập làm quen với các cái thuật ngữ chuyên ngành của mình, chỉ tiêu độ ẩm ha. Và để thử độ ẩm thì mình có phương pháp thử. Như vậy phương pháp thử cho chỉ tiêu độ ẩm là có quy định, có cái phương pháp thử chung trong dược điển, và cái phương pháp thử chung đó nằm ở đâu, nằm tại phụ lục 9.6 trong dược điển Việt Nam năm. À, thì tên của cái phụ lục này là xác định mất khối lượng do làm khô. Thì
Thì trong phụ lục 9.6 người ta đưa ra một loạt các phương pháp, nhiều phương pháp để chúng ta xác định mất khối lượng do làm khô, tức là để xác định độ ẩm của thuốc đó. Thì tùy theo cái thuốc của mình ha, mà mình chọn một trong các phương pháp cho nó phù hợp. Tại vì người ta yêu cầu khi mình xác định độ ẩm thì mình phải không làm thay đổi bản chất của cái mẫu của mình đó. Tức là khi mình sấy ha, mình sấy để mình sấy khô ẩm, sấy khô mẫu của mình để mình xác định hàm lượng nước, mà mình sấy để cho cái lượng hơi nước bay hơi để sau đó mình mới xác định được cái lượng hơi nước có trong mẫu là bao nhiêu. Nhưng mà người ta yêu cầu là khi mình tiến hành xác định độ ẩm thì nó phải không thay đổi bản chất của mẫu, tức là khi mình sấy cái thuốc của mình nó phải không bị hư đó, tức là mình phải chọn một cái nhiệt phương pháp thích hợp. Cô ví dụ như giờ cái phần bột thuốc của mình nó không chịu được nhiệt độ cao đó, mà mình sấy một nhiệt độ cao, ví dụ 105 độ C là chắc chắn nó sẽ thay đổi, nó làm biến đổi cái tính chất của cái mẫu của mình là không đúng. Mà ví dụ như là trong thuốc bột chúng ta thấy như là mình sấy nhiệt độ cao thì khi mình sấy xong mình thấy nó cháy thành cục đen thui là không được ha, nó bị cháy xém cái thuốc của mình là không được. Nói chung là mình sấy xong là cái thuốc của mình nó vẫn y như vậy, nó không thay đổi tính chất vật lý đó, thì nó mới đạt yêu cầu ha. Cho nên là nếu như mà thành phần thuốc của mình nó không chịu được nhiệt độ cao thì mình sẽ chọn các phương pháp làm khô. Ví dụ như mình làm khô trong bình thuốc ẩm với các cái chất thuốc ẩm, ví dụ như silica gel hoặc là phosphor bentoxit ha, ví dụ vậy. Hoặc là mình sấy trong chân không ha, ở nhiệt độ thường với áp suất giảm vân vân đó, một số cái phương pháp để chúng ta chọn. Còn nếu như mẫu của mình nó chịu được nhiệt độ cao thì chúng ta sấy trong tủ sấy bình thường ở nhiệt độ 100 đến 105 độ C tới khối lượng không đổi, ví dụ vậy. Còn trường hợp mà chúng ta xác định luôn cả cái phần lượng nước kết tinh, tức là bản thân một số cái thành phần trong công thức đó, thành phần có thể là hoạt chất hoặc là thành phần tá dược, chúng ta thấy là bản thân nó là ngậm nước rồi, cho nên là nó ghi là người ta yêu cầu mình xác định luôn cả cái phần lượng nước kết tinh ha. Thì lúc đó có thể mình lúc đó thì thường là mình sẽ định lượng, mình sẽ định lượng nước bằng cái phương pháp Kapp Fischer ha. Cái phương pháp này có cái hướng dẫn ở trong Dược liệu Việt Nam năm tại phụ lục 10.3 đó, mình định lượng nước bằng thuốc thử Kapp Fischer. Rồi nhớ cho cô là hàm lượng nước không quá 9% với thuốc bột ha. Chỉ tiêu độ mịn, chỉ tiêu độ mịn thì lưu ý cho cô ha, mình chỉ áp dụng với một số loại thuốc bột thôi. Thuốc bột dùng ngoài, các thuốc bột dùng ngoài thường là sẽ yêu cầu kiểm độ mịn, và các thuốc bột dùng ngoài mà dùng cho dùng đắp hoặc là rắc lên các vết thương hoặc là vùng da bị tổn thương ha, thì người ta yêu cầu kiểm độ mịn. Thì mình sẽ thử độ mịn qua phép thử cỡ bột và rây. Cái phép thử này có cái hướng dẫn chung tại phụ lục 3.5, nhớ cho cô ha. Thì để thử độ mịn của thuốc bột ha, thì người ta sẽ dùng cái rây để người ta rây ha. Và cái rây để chọn, cái rây mà mình sử dụng để mình kiểm tra độ mịn của thuốc bột thì mình sẽ chọn, mình dựa vào cỡ bột ha. Trong dược điển Việt Nam năm, người ta có cái bảng này, cái bảng người ta đưa cho mình cái bảng này để mình tham khảo, là tức là cái chúng ta sẽ chọn cái rây ha, chọn cái rây để chúng ta kiểm tra độ mịn của thuốc bột là tùy thuộc vào cái cỡ bột. Và trong dược điển Việt Nam năm, người ta chia thuốc bột ra làm 5 cỡ, và người ta chia ra cái cỡ bột là người ta dựa vào cái số của rây. Ở đây người ta chia ra là 5 cỡ bột, thì mình có cỡ bột thô nè các anh chị, cỡ bột nửa thô, bột nửa mịn, bột mịn, bột rất mịn, tức là mình sẽ đi ngược từ bột thô ha, bột thô, thô rồi tới nửa thô, rồi tới nửa mịn, rồi mới tới mịn, rồi rất mịn ha. Cái cỡ bột cuối cùng, bột số 5 này là bột mịn nhất ha, cỡ bột rất mịn. 5 cỡ bột, và mỗi cỡ bột người ta sẽ dùng ký hiệu là các con số. Các con số này là cái số rây luôn đó các anh chị. Ha. Con số này nó biểu thị kích thước của cái mắt rây ha. À, tính bằng micromet, tức là để
Ví dụ như người ta ghi như thế này thì mình hiểu là à, để kiểm tra cái độ mịn của bột thô thì mình sẽ dùng các cái ray số 1400 và 355. Thì khi kiểm tra độ mịn của thuốc bột, có thể người ta yêu cầu mình dùng một ray các anh chị, hoặc là hai ray. Nếu dùng một ray thì mình chọn cái ray có số lớn, còn dùng hai ray thì mình chọn cả hai cái ray này luôn, tương tự cho các cái cỡ bột còn lại luôn các anh chị ha. Thì khi mà mình dùng hai cỡ ray, hai cái ray để kiểm tra độ mịn của thuốc bột, có ví dụ như với bột thô, thì mình sẽ chọn cả cái ray 1400 và cái ray 355. Như vậy mình sẽ đặt cái ray có số lớn, kích thước lớn lên phía ở phía trên mình ray, xong cái ray có cái cỡ nhỏ ở dưới ha, ha. Là mình đặt cái ray 1400 phía trên, rồi mình cho bột lên cái ray này mình lắp trước, xong rồi mình sẽ cho bột nó đi qua cái ray số cỡ nhỏ sau 355. Rồi như vậy thì cái bảng này sẽ thuộc cho cô 5 cỡ bột, và mỗi cỡ bột các anh chị thuộc cho cô các cái cỡ ray ha, kích cỡ ray dùng dùng để kiểm tra độ mịn của thuốc bột ha, phải thuộc các anh chị ha. Rồi như vậy để tiến hành kiểm độ mịn của thuốc bột với cỡ bột thô và bột nửa thô, thì theo quy định trong dược điển là mình lấy một cái lượng bột 25 đến 100 gram, nhớ cho cô cái này nha anh chị, 25 đến 100 gram, rồi trong khoảng này ha, rồi mình cân một lượng khoảng nhiêu đây thuốc bột mình cho lên cái ray, mình chọn cái ray theo cái bảng nãy cô vừa nói, rồi bắt đầu mình sẽ cái ray, thì chúng ta biết cái ray để ray thuốc bột là người ta sẽ dợt nó bằng những cái sợi kim loại ha, và người ta dợt thành mắt vuông các anh chị, thành mắt vuông để khi mình lắc thuốc bột nó khó không bị bít cái mắt ray, còn dợt thành cái mắt tròn mình lắc nó sẽ có khuynh hướng bít mắt ray. Rồi mình cho bột lên ray mình lắc theo chiều ngang quay tròn khoảng 20 phút, rồi sau đó mình tiếp tục mình lắc ray cho tới khi xong hết, rồi mình sẽ cân lại cái phần bột còn lại ở trên ray và cái phần mình hứng được để mình tính ra ha, để mình đánh giá kết quả đó ha, để mình đánh giá kết quả. Một lát mình sẽ nói cái phần đánh giá kết quả. Với cỡ bột nửa mịn mịn hay bột rất mịn thì mình sẽ tiến hành cân một cái lượng bột không quá 25 gram, lượng bột ít hơn ha. Tại vì những cái cỡ bột này thì cái cỡ ray nó nhỏ anh chị ha, và mình nếu mà mình lấy cái lượng bột nhiều, mình lắc ray càng lâu, khi mình kiểm tra độ mịn mà cái ray mình lắc quá lâu là nó sẽ có khuynh hướng là nó sẽ bị tăng độ mịn đó, ha, nó sẽ bị tăng lên đó. Độ mịn nó sẽ bị tăng lên, cho nên là mình lưu ý là cái lượng bột mình cân để đi ray là nó phải theo quy định, không được lấy quá nhiều, quá nhiều mình lắc ray lâu ha. Rồi người ta quy định là nếu như người ta yêu cầu mình chọn một cỡ ray để ray thì cái lượng bột thuốc qua được cái ray đó phải không dưới 97%, còn dùng hai cỡ ray thì cái lượng bột qua được cái ray cỡ lớn phải không dưới 95%, và qua được cái ray cỡ nhỏ là không quá 40%.
À, nên chị nhớ cho cô cái này, nhớ cho cô cỡ bột ha, cỡ bột nửa thô hoặc nửa thô thì cái lượng cân, lượng bột cần lấy để đi thử độ mịn là bao nhiêu, rồi cái số rây để chọn ha, trường hợp một rây thì chọn rây số mấy, hai rây thì chọn rây số mấy ha, rồi bột nửa mịn, bột mịn rất mịn thì lấy một lượng bột đi thử là bao nhiêu, rồi chọn cái rây số bao nhiêu nếu trường hợp một rây hai rây và đánh giá kết quả. Rồi bây giờ chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng thì mình học ở chương 2 rồi, cô không lặp lại nữa, không nhắc lại, nhưng mà lưu ý cho cô nè. Với thuốc bột là sẽ có trường hợp người ta đóng đơn liều và đa liều với anh chị. Nếu đơn liều thì mình sẽ thử cũng theo phụ lục 11.3, nhưng cái quy định trên là quy định cho phép về độ đều khối lượng nó sẽ theo cái bảng 11.3.1. Còn trường hợp thuốc bột đa liều thì mình cũng thử độ đồng đều khối lượng theo phụ lục 1.3 nhưng mà phương pháp 4 ha, đa liều là phương pháp 4, còn đơn liều là phương pháp 2 của phụ lục này. Thì cái quy định về độ đồng đều khối lượng cho chế phẩm đa liều theo bảng 11.3.2 ha. Rồi tiếp theo cái phần định tính và định lượng. Định tính và định lượng thì dạng bào chế nào cũng có hết, cho nên cô nói ở định tính ở một cái ở cái bài này, tức là phần thuốc bột, thì những bài sau mình sẽ không nhắc lại nữa ha. Định tính là theo chuyên luận riêng, tức là như nãy cô nói là trong dược điển người ta không có cái phương pháp thử chung cho cái chỉ tiêu này, mà khi mình đọc tiêu chuẩn chất lượng thuốc mình thấy à, người ta yêu cầu mình định tính bằng phản ứng hóa học, bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng, rồi bằng quang phổ hoặc bằng sắc ký lỏng vân vân, thì ở đâu mà có các phương pháp đó thì người ta sẽ tự xây dựng dựa trên cơ sở nào, người ta sẽ dựa vào tính chất lý hóa của cái thành hoạt chất có trong cái thành phần thuốc của mình, của hoạt chất, tại vì mình định tính là mình đang đi tìm coi là hoạt chất có đúng là cái chất đó hay không ha, có đúng là cái chất ABCD hay không, thì mình phải dựa vào cái tính chất lý hóa của cái hoạt chất đó coi là nó có cho cái hiện tượng với cái thuốc thử gì hay không để mình mới thực hiện được phản ứng hóa học của ví dụ vậy, hoặc là nó có hấp thụ ánh sáng ở bước sóng bao nhiêu để mình mới định tính được bằng quang phổ UV viết ví dụ vậy ha. Rồi dựa vào một cơ sở nữa là dựa vào độ tan của nó, của hoạt chất đó anh chị, với tá dược có trong thành phần công thức của thuốc. Tại vì sao? Tại vì để định tính là mình phải chiết tách hoạt chất ra khỏi cái thành phần tá dược có trong bột thuốc ha, mình mới đi làm được các cái phản ứng, hoặc là định tính là quang phổ hay là sắc ký lỏng gì vân vân, mình cũng phải tách nó ra khỏi tá dược. Cho nên mình phải biết được à, cái thằng hoạt chất nó tan trong cái dung môi gì ha, dễ tan trong dung môi gì, không tan trong dung môi gì, và thằng tá dược cũng mình cũng phải biết à, tá dược nó tan được trong dung môi gì, không tan được trong dung môi gì, để mình lựa chọn một cái dung môi làm sao mà nó chỉ hòa tan được hoạt chất thôi anh chị, không hòa tan tá dược, để làm chi, để lúc đó mình mới tách thằng tá dược ra được ha, bằng cách mình lọc nó. Sau này vào thực hành kiểm nghiệm là các anh chị sẽ thấy ha. Định tính là người ta yêu cầu mình lấy một cái lượng bột rồi dùng cái dung môi gì đó hòa tan, rồi sau đó lọc ha, thu được cái dịch lọc, lấy cái dịch lọc đem đi làm định tính. Dịch lọc là mình chắc chắn là mình sẽ thu được là dịch lọc nó sẽ trong suốt ha, trong đó là hoạt chất mình nó đã hòa tan, còn tá dược không tan sẽ được giữ lại ở trên cái giấy lọc đó. Rồi sau đó mình mới lựa chọn một số cái kỹ thuật để dùng để định tính, ví dụ như có thể định tính bằng phản ứng màu đặc trưng, không phải hoạt chất nào cũng làm được cái này, tùy theo nó cho phản ứng với cái thuốc thử gì mà nó ra hiện tượng tức là màu sắc tủa gì đó để mình quan sát được thì mới làm ha, hoặc là mình sẽ đo nhiệt độ nóng chảy của cái hoạt chất, tại vì mỗi một cái hoạt chất nó sẽ có một cái khoảng nóng chảy quy định ha, thì mình dựa vào cái khoảng đó mình biết được hoạt chất là ABCD, hoặc là mình định tính bằng phổ IA là phổ định tính bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại đó các anh chị. Định tính bằng quang phổ hồng ngoại là mình sẽ dựa vào các cái bit đặc trưng của mẫu chuẩn và mẫu thử ha. Rồi hoặc là định tính bằng quang phổ UV-VIT
là mình sẽ dựa vào đại lượng nào? Dựa vào cái lâm đa mắt, tức là cực đại hấp thụ. Mỗi một cái hoạt chất nó sẽ có một cái lâm đa mắt khác nhau, cho nên là mình dựa vào đó mình mới biết được thằng nào là A, B, C ha. Hoặc là định tính bằng sát ký lớp mỏng. Sát ký lớp mỏng thì mình sẽ dựa vào cái RF ha. Cho nên mình hay thấy người ta yêu cầu là sau khi sát ký lớp mỏng thì yêu cầu RF chuẩn bằng RF thử, hai vết phải cùng màu sắc, cùng hình dạng đó. Tức là nếu như nó đúng là cái hoạt chất E thì nó phải là thường á, là các phương pháp này nè anh chị, đo phổ IA, phổ UV, sát ký lớp mỏng, mình sẽ tiến hành so sánh với một cái mẫu chuẩn. Cái chuẩn là cái mà mình đã biết chính xác đúng là cái chất đó rồi, mình sẽ so với nó ha, để coi cái mẫu thử của mình nó đúng cái chất đó hay không. Cho nên là sát ký lớp mỏng là sau khi mình tách sát ký lớp mỏng xong rồi thì trên sát ký đồ mình sẽ quan sát, à nếu cái thử của mình đúng là cái hoạt chất đó thì nó phải có một cái vết nó ngang với cái vết chuẩn, cùng màu sắc, cùng hình dạng đó. Sát ký khí, sát ký khí thì mình sẽ dựa vào cái thời gian luân của cái chất đó ha. Tức là nếu mà đúng cái hoạt chất đúng là cái chất ABC gì đó và sát ký khí thì mình cũng tiến hành song song với mẫu chuẩn để mình so sánh cái thời gian luân. Thì người ta yêu cầu là trên sát ký đồ của cái mẫu thử nó phải có một cái bit ha, có cái thời gian luân trùng với thời gian luân của cái bit trên cái mẫu chuẩn. Sát ký lỏng cũng vậy ha, có thể định tính bằng sát ký lỏng thì mình sẽ dựa vào cái thời gian luân các anh chị. Cái thời gian luân ha, mình cũng tiến hành so sánh với mẫu chuẩn như vậy để định tính bằng phổ hồng ngoại, phổ UV bit hoặc là sắc ký lớp mỏng, sắc ký khí, sắc ký lỏng, thì mình phải tiến hành so sánh song song với một cái mẫu chuẩn hay là cái mẫu đối chiếu. Cho nên sau này khi các anh chị kiểm nghiệm ha, hoặc là sau này khi ta thực hành đến vị trí tiêu định tính thì có dạng, có khi là với, tại sao với cái thuốc này người ta yêu cầu định tính hoặc phản ứng màu, phản ứng hóa học đó, hoặc là sắc ký lớp mỏng, rồi lại có cái thuốc một khi mình đọc cái tiêu chuẩn, à sao cái bài này người ta lại yêu cầu định tính bằng cách là đo nhiệt độ nóng chảy rồi bằng sắc ký lỏng gì đó vân vân, đó là mình biết à người ta dựa vào tính chất ha, tính chất vật lý hóa học của cái thành phần hóa chất mà người ta đưa ra một cái phương pháp định tính cho nó phù hợp. Rồi định lượng cũng vậy các anh chị, theo chuyên luận riêng, có nghĩa là không có phương pháp thử chung cho chỉ tiêu này ở trong các phụ lục dược điển, mà muốn định lượng để xác định lượng hoạt chất có trong thuốc là mình phải tự xây dựng cái phương pháp thử. Tự xây dựng mình cũng dựa trên, ví dụ như cho nên là sau này chúng ta đọc tiêu chuẩn chất lượng thuốc là thấy à, có thuốc thì định lượng bằng chuẩn độ thể tích, có thuốc thì định lượng bằng quang phổ UV vít, có thuốc thì định lượng bằng phương pháp vi sinh vật, định lượng bằng sát ký lỏng, sát ký khí. Thì ở đâu mà có được cái phương pháp đó thì người ta cũng dựa vào tính chất lý hóa của cái thành hoạt chất, độ tan của hoạt chất với tái dược. Tại vì định lượng cũng vậy, mình cũng phải chiết tách hoạt chất ra khỏi cái thành phần tái dược mình mới đi định lượng được ha. Cho nên mình phải chọn một cái dung môi, trong định lượng mình phải chọn một cái dung môi làm sao mà mình nó chỉ hòa tan được hoạt chất chứ không hòa tan tái dược ha. Rồi. Và một số cái kỹ thuật có thể ứng dụng để định lượng, các chị nhớ cho cô nha, định tính cũng vậy ha, thì những cái phương pháp nào người ta thường sử dụng để định tính, những cái phương pháp nào người ta sử dụng để định lượng mình lưu ý ha. Thì định lượng để xác định cái hàm lượng hoạt chất trong thuốc có thể mình định lượng bằng phương pháp chuẩn độ thể tích. Chuẩn độ thể tích thì mình có nhiều phương pháp, anh chị, chuẩn độ trung hòa, chuẩn độ tạo phức, tạo tủa vân vân ha. Ví dụ như cái hoạt chất của mình nó có tính axit ha, thì mình chuẩn độ bằng phương pháp trung hòa, tức là mình sẽ dùng một cái dung dịch chuẩn có tính baza. Hoặc là cái hoạt chất trong thuốc của mình là nó có tính khử, tính oxy hóa, thì mình sẽ chọn cái dung dịch chuẩn ha, là nó có tính oxy hóa hoặc khử đó, để mình thực hiện cái phản ứng ha, trong cái chuẩn độ thể tích. Tức là mỗi một cái phương pháp chuẩn độ thể tích là nó sẽ có một cái
cơ chế khác nhau ha, rồi mình lựa chọn phù hợp với tính chất của cái hoạt chất của mình, hoặc là định lượng bằng quang phổ UV vít ha, bằng phương pháp hình quang, sắc ký khí, sắc ký lỏng, một số các cái thuốc kháng sinh ha, thì mình sẽ định lượng bằng phương pháp vi sinh vật. Rồi chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng là cô nói ở chương 2 rồi ha, không nhắc lại nữa. Phụ lục tiến hành theo phụ lục 1.2 ha. Thử giới hạn nhiễm khuẩn thì cô không yêu cầu là mình phải nhớ cái gì trong cái phụ lục 13.6 ha, người ta có hướng dẫn cách tiến hành, cách đánh giá kết quả, điều kiện thử nghiệm vân vân. Nhưng mà ở đây cô chỉ lưu ý các anh chị nhớ cho cô là chỉ tiêu này chỉ áp dụng với các thuốc bột mà trong thành phần nó có cái nguyên liệu có nguồn gốc từ dược liệu ha, tức là trong thành phần nó có dược liệu thì mình sẽ thử cái chỉ tiêu này. Rồi nãy giờ là mình nói cái phần yêu cầu chất lượng chung cho thuốc bột nói chung, nhưng mà thuốc bột người ta sẽ chia nó làm các, nó sẽ có các loại sau đây nè các anh chị. Thuốc bột để uống, cái dạng này là dạng thông thường mình hay gặp nhiều, tức là cái phần bột thuốc trong gói ha, mình sẽ cắt, mình hòa, cắt trút bột ra mình hòa tan với nước rồi mình uống ha. Hoặc là mình sẽ có một cái dạng nữa là thuốc bột sủi bọt để uống, thì nó khác cái dạng cô vừa nói như thế nào. Thuốc bột để uống thì khi mình hòa tan vô nước mình không thấy nó sủi bọt, còn cái thuốc bột sủi bọt khi mình cho nó vô nước để nó hòa tan rồi vô uống thì mình sẽ thấy lúc nó sẽ sủi bọt khí, hết sủi bọt nó mới tan, hết sủi bọt mình thấy thuốc nó sẽ tan. Như vậy tại sao nó sủi bọt? Tại vì trong cái thành phần của thuốc bột này người ta sử dụng một cái tá dược, cái thành phần nó gồm có một cái axit hữu cơ, thường là axit citric, với lại một cái muối carbonate hoặc là muối hydrocarbonate của người ta. Cho nên là hai cái thành phần này khi mình thả nó vào trong nước nó sẽ phản ứng, nó sủi bọt khí, nó sủi bọt là nó giải phóng khí CO2 ha, carbon dioxide. Hết sủi bọt là thuốc của mình nó sẽ tan lúc đó mình uống. Thì với thuốc bột này nó phải đáp ứng cái yêu cầu chất lượng chung như nãy giờ mình nói, nhưng mà người ta yêu cầu mình phải thử thêm cái độ tan, là cái này các anh chị phải lưu ý ha. Ví dụ với thuốc bột sủi bọt ha, phải đạt cái chỉ tiêu nào là mình phải lưu ý, tại vì chỉ yêu cầu bắt buộc duy nhất với nó thôi là độ tan ha. Độ tan của thuốc bột sủi bọt thì chúng ta sẽ thử bằng cách là chúng ta sẽ cho vào trong một cái cốc, sử dụng cái cốc rồi người ta cho vào trong cái cốc đó 200 ml nước. Nước này phải ở nhiệt độ 15 đến 25 độ C. Rồi mình cho, khi mình cho bột vào người ta yêu cầu là cái nó phải có nhiều bọt khí. Khi hết bọt khí thì thuốc phải tan hoàn toàn. Và mình tiến hành thử với 6 liều. Và cái thời gian mà sủi bọt và hết sủi bọt thuốc tan là không quá 5 phút thì mới đạt ha. Rồi, một cái loại nữa là thuốc bột dùng ngoài. Nãy giờ cô cũng có nói là thuốc bột dùng ngoài thì chúng ta thấy là có thể là người ta đóng đơn liều hoặc là đa liều, nhưng mà đa phần là đa liều ha. Đa liều và những cái dạng này là dùng để đắp, để đắp lên các vết da hoặc là cái những lên vết da hoặc là những cái vùng mà bị tổn thương ha. Hoặc là đôi khi là người ta sẽ hòa tan hoặc là phân tán nó vào trong một cái dung môi thích hợp, vô khuẩn để nhỏ mắt vân vân ha, hoặc để rửa. Thì với những cái thuốc bột dùng ngoài mà dùng trong các cái trường hợp như cô vừa nói thì mình phải thử độ vô khuẩn và độ mềm. Còn thuốc bột để pha tiêm, đây là cái dạng khá đặc biệt, thì xem thuốc tiêm mình sẽ nói. Thuốc bột để pha tiêm cái dạng bào chế này như thế nào anh chị, là cái phần bột vô khuẩn sẽ được đóng trong một cái lò có dán nhãn, nắp nút hàn kín, kèm theo một cái ống dung môi vô khuẩn, khi dùng hòa tan lại rồi mới tiêm. Cho nên với cái thuốc bột pha tiêm này nó phải đáp ứng cái yêu cầu chung của vừa thuốc bột, rồi khi nó pha ra ha, pha với dung môi thì nó phải đáp ứng yêu cầu đối với thuốc tiêm ha. Trường hợp bột để pha tiêm, trường hợp bột để tiêm truyền thì nó phải đáp ứng cái chất yêu cầu chất lượng của thuốc tiêm truyền dạng bột ha. Buổi sau mình sẽ nói.
Rồi đó là cô trình bày xong cái phụ lục 1.7 là cái yêu cầu chất lượng chung cho thuốc bột. Bây giờ mình sang cái phụ lục 1.8 là yêu cầu chất lượng